Ca Tỳ Lê nghe lời mẹ dạy. Trời ơi, có mẹ như thế để làm gì? Từ đó cứ mỗi khi đàm luận hoặc tranh biện với các vị tăng đề tài này, và dĩ nhiên anh bị thua, thì anh liền la hét mắng mỏ và hạ nhục họ. Ngươi là kẻ ngu, ngươi chỉ là loài súc sinh mà hiểu biết gì. Rồi lại gọi họ như ngươi chỉ như đầu chó hay như đầu heo, đầu con thú này. Nghĩa là ngu đần, không có trí óc, trí tuệ ít ỏi, đại khái vậy. Mỗi lần anh la mắng một cách ác nghiệt như thế đối với các vị tăng, nói tới đây Phật nhắc mọi người rằng: A Nan, ông nên biết Ca Tỳ Lê vì ác tâm la mắng sỉ nhục các vị tăng thọ đó, nay phải chịu quả báo làm con cá với cả 100 đầu khác nhau trên thân thể. Rồi A Nan hỏi Phật: Kính lại Đức Thế Tôn, Ca Tỳ Lê bao giờ mới được thoát khỏi thân cá trăm đầu này? Phật đáp: A Nan, ông nên biết, như ta thấy Phật nhãn mà coi, hãy còn lâu lâu, lâu lắm. Có thể trong đời hiền kiếp, khi Phật ra đời, khi 1.000 vị Phật đã đi rồi, nghĩa là sau Phật Thích Ca, rồi 1.000 vị Phật nữa cũng ra đời, xong rồi đi, vẫn chưa được thoát. Ca Tỳ Lê này vẫn chưa thoát khỏi kiếp làm cá trăm đầu. Khi đó tôi và các tỳ kheo nghe Phật nói xong, tôi, nghĩa là A Nan, ai nấy đều rùng mình rợn tóc gáy và cảm thấy rất thương xót, rất thương cảm. Đồng thanh nói: Tất cả chúng sinh phải nên coi chừng thân khẩu ý của mình. Hãy hết sức cẩn thận với ý nghĩ, lời nói và hành động của mình. Luôn luôn sống tốt, làm tốt, nghĩ tốt. Sau khi nghe Phật và tăng chúng hỏi đáp như vậy, tất cả 500 người đánh cá và 500 người chăn trâu đều sợ quá, đồng quỳ xuống chắp tay bái Phật xin xuất gia dưới sự hướng dẫn của Ngài. Dĩ nhiên Đức Phật nói: Thiện lai tỳ kheo. Ngài lại có thêm 1.000 tỳ kheo. Chà, bờ sông rộng quá ha. Nếu không, sao họ ngồi hết được như vậy và quỳ trước mặt Ngài, 1.000 người quỳ trước mặt Ngài cùng lúc, cộng thêm bao nhiêu ngàn vị xuất gia khác đã quỳ ở đó rồi. Chắc chúng ta nên kiếm bờ sông nào đó. Chỉ mua cái máy phát điện để có điện. Nhưng vậy thì mình có Internet. Băng thông rộng như vậy không? Để phát hình khắp thế giới không? Không hả? Có. Không. Không. Có. Có. Dạ, có thể. Có thể. Dạ, sao được? Dạ, mạng không dây ạ. Mạng không dây, anh nói vi mạch hả? Họ có 4G khắp nơi ạ. Khắp nơi, kể cả ở châu Á. Ở châu Á có một số quốc gia ạ. Vì quanh đây chúng ta có dây cáp, dạ, Internet chính thức. Nhưng nếu có thẻ Internet thôi, vi mạch Internet, vậy đủ tốt không? Dạ, chắc đủ.
Tôi không biết. Ở nước kia họ không có điện nước. Tôi có kể rồi, chúng tôi có vi mạch Internet nhưng rất khó khăn. Chỉ tải xuống chút thôi mà chậm rì. Chỉ một trang tài liệu nhỏ. Hình ảnh, thôi quên đi. Phải đi tuốt ra ngoài đường lộ. Trên núi của tôi là không được. Phải xuống tuốt con đường chính lớn, không lớn lắm nhưng là con đường làng của cộng đồng đó thì có thể được. Còn muốn gọi điện thoại, nhiều khi tôi phải đi... À, được, được rồi. À, không được. Tôi đi đủ thứ chỗ. Nhìn điện thoại, ngay cả nói cũng không. Phải cứ tìm, kiếm mấy vạch sóng. Ờ, nói quý vị hay. Rồi đôi khi muốn nhắn tin, tôi đã kể quý vị rồi, nếu hào hứng quá hay là quên, hoặc chó tới gâu gâu là tôi quên mất, nhắn nhầm nút, thế là mất hết. Đó là chưa đến nỗi, nếu có bấm nút thì đôi khi tôi còn ráng được, nhưng mấy cái iPhone, iPad, iPad, thở một cái là nó biến mất. Như tôi đang nhìn ở đây, rồi gãi đầu là nó biến mất. Chỉ vẫy tay là nó biến mất. Không đâu, tôi nói quá thôi, phóng đại thôi. Nhưng khó thật. Thường thường vuốt tay một cái, thế là có gì thay đổi. Nhiều khi tôi không biết, chỉ muốn gãi chỗ này. Điện thoại tưởng tay vuốt nó, thế là mất tiêu. Lại trở lại từ đầu. Trước đó, bắt đầu cũng đã khó lắm rồi. Trước kia tôi có học một chút về cách dùng máy vi tính. Trước đây khi mình có ít MTV1, truyền hình Vô Thượng Sư 1, đa số bản tin ngày xưa là tôi phải kiểm tra khi nào có thể. Nên tôi học cách lấy tài liệu ra, nhưng không gửi lại được. Thành ra tôi phải viết xuống, này trang 1, đoạn 2. Xong rồi viết nguyên câu và ghi chỗ sửa. Sau đó gom lại hết tất cả chỗ sửa, rồi nhờ một anh đồng tu tới gửi đi. Và 1.000 người này, 500 người đánh cá và 500 người chăn trâu xuất gia theo Phật tu học. Không bao lâu, họ đã hết lậu nghiệp và đắc quả A-la-hán. Vì đại chúng, Phật lại giảng về tứ diệu đế, như là sanh tử lão, và khổ não trong đời, và cách để diệt khổ, con đường để diệt khổ. Đó lại là một chuyện dài khác. Như trong một bác quan trai mà tôi đã kể quý vị nghe trước đây, đó là một trong những cách để diệt khổ, không bị tái sinh nữa. Hoặc sinh ra nhưng ở địa vị rất cao trong xã hội, giàu có, sung sướng, vân vân. Vì nếu giữ giới, thì những người đó sẽ giúp quý vị tránh khỏi nghiệp chướng trong tương lai. Chẳng hạn, nếu giữ giới, không hại kẻ khác, không sát sinh, thì đời đời kiếp kiếp tùy bao nhiêu kiếp giữ giới, hoặc giữ giới thanh bạch như thế nào thì quý vị sẽ không đau ốm. Dĩ nhiên một ngày nào đó, quý vị sẽ chết, nhưng trong đời sẽ không đau ốm. Hoặc nếu giữ giới không trộm cắp thì không ai, không kẻ trộm cướp nào đụng tới nhà quý vị bao giờ. Ví dụ vậy. Mỗi một giới đều có một kết quả. Một thiện nghiệp đi kèm với nó. Có ai muốn nghe thêm chuyện nữa không? Tất cả mọi người. Bao nhiêu người giơ tay lên? Tất cả mọi người ạ. Chuyện này đỡ hơn, thay đổi chút. Rồi có thể lát nữa tôi sẽ đọc chuyện đó. Chính tôi được nghe lại một chuyện nữa từ máy vi tính A Nan. Một lần nọ, Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại khu vườn lát vàng của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà. Nhớ không? Nhớ khu vườn đó không? Nhớ hay không? Dạ nhớ. Bao nhiêu người nhớ? Chỉ 3-4 người thôi hả? Khu vườn của Thái tử Kỳ Đà mà ông tỷ phú phải dùng vàng để lát.
gạch bằng vàng, thỏi vàng để lát. Nếu ông muốn mua khu vườn đó, sao phải thế? Ở Phi Châu, 5 triệu thước vuông, giá có 500.000 Âu Kim thôi. Nếu biết, chắc ông này tới đó mua. Thay vì lấy hết vàng dành dụm trong ngân hàng, đem ra lát vườn, ông sẽ sang Phi Châu hay nước khác rẻ hơn. Siberia hay nơi nào đó, rẻ hơn đúng không? Dạ đúng. Có một số quốc gia cho mình đất miễn phí để mình khai khẩn đất của họ. Tôi biết một nước, không phải Venezuela, nơi nào gần đó, không phải Honduras. Quên rồi, hồi trước tôi có tới, quên rồi. Belize, ví dụ vậy, họ cho đất đai miễn phí. Nhưng ở đó họ không có nước tương, họ không có mấy thứ nhỏ nhỏ. Họ bán chút chút trong túp lều nhỏ. Ngay cả tiệm Tàu tôi hỏi có bán đậu hũ không? Nên tôi hỏi về ở đây nấu gì ăn. Họ nói chúng tôi có gì nấu nấy. Nếu đôi khi họ muốn mua đậu hũ, họ phải sang Mexico hay sang Mỹ. Có thể chúng ta đi Belize ha, cho mình mảnh đất miễn phí. Họ sẽ đem đậu hũ, nước tương, đem mọi thứ vô, mọi người cùng thưởng thức. Thôi, không biết nữa. Đâu phải có đất là được. Mình cũng phải có duyên với chỗ đó nữa. Chỗ nào thì cũng phải cho mình tự do. Tự do ngôn luận, họp mặt không bị trở ngại. Chứ không phải chỉ đất đai không thôi. Rồi, lần này chúng ta đi thiên đàng, không ở địa cầu nữa. Chương này nói về một thiên đàng tên là Tịnh Cư Thiên. Tôi nghĩ có lẽ là một thiên đàng vô cùng thanh tịnh. Theo chữ này, nghĩa là thiên đàng thanh tịnh. Chính tôi được nghe, có một lần Đức Phật cũng ở nước Xá Vệ, tại khu vườn lát vàng của Thái tử Kỳ Đà. Lúc bấy giờ, vào khoảng chập tối, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trên trời chiếu xuống cả khu vườn. Bên trong ánh sáng chói lòa, có một chúng sinh to lớn, tuyệt đẹp, hùng vĩ. Thân mình tỏa sáng như ánh sáng của kim cương, bay xuống nơi Đức Phật đang ngủ, quỳ xuống trước mặt Phật, rồi đi vòng quanh Đức Phật ba lần, rồi trở lại trước mặt Phật, quỳ ở đó, quỳ trước mặt Phật và bạch Phật rằng, kính lại Đức Thế Tôn, con ở trên cõi trời Tịnh Cư. Nghe thấy Ngài xuất thế độ sinh, tác phước điền cho cõi nhân gian thiên thượng. Con nghĩ rất khó gặp Phật xuất hiện như thế, cho nên con đến đây với tấm lòng thành kính nhất. Xin Đức Thế Tôn và Tăng chúng nhận cho ngày mai con được cúng dường cơm thuần chay và nước. Nước tắm gội. Ở Ấn Độ có bao nhiêu ngàn tăng chúng, cho nên một trong những giới luật cho người xuất gia là chỉ được tắm nửa tháng một lần, một tháng hai lần, để tiết kiệm nước. Giống như ở đây, quý vị không được tắm mỗi ngày. Khi nào thật sự cần, chứ không phải người nào cũng tắm mỗi ngày. Trời ơi, thành ra chúng ta dùng hệ thống lau, nhớ không? Tôi cũng làm vậy, Nhưng nếu có tắm, tôi cũng dùng thao. Thao loại thấp và tròn đó. Tôi đứng trong thao cho nước rơi vào đó hết, rồi dùng nước đó dội bồn cầu.
Tôi cũng rửa tay trong đó, rồi dùng giọt bồn cầu, không vấn đề. Ông cung thỉnh Phật và tăng chúng nhận cúng dường, nước tắm và cơm chay. Đức Phật khen ông có tâm cầu phúc và nhận lời mời của ông. Rồi chúng sinh đó bay về nhà. À không, nhà trên trời. Rồi ông đem các món ăn, đồ uống ngon quý trên thiên đàng xuống trần. Và đem nhiều đồ tắm gội, những đồ dùng cho tắm gội. Ông đem xuống hết, rồi đem nước, ngay cả ông đem tất cả quần áo, áo choàng tắm, khăn tắm, đủ thứ từ thiên đàng xuống. Rồi ông còn biến hóa ra nhiều nhà ôn thất, nhiều nhà tắm, nhiều phòng. Rồi ông làm nước pha, không nóng, không lạnh, vừa đủ ấm. Dùng nhiệt kế để coi nhiệt độ bao nhiêu là tốt. Và còn có những thứ này, mang cả cỏ để chà người. Họ dùng loại bàn chải này khác bây giờ. Họ nói cỏ để chà, nhưng có thể là loại cỏ đặc biệt giống như ngày nay mình dùng bàn chải. Rồi ông còn đem xuống dầu, như kem bôi da thượng hạng, từ siêu thị trên trời, mang đủ thứ xuống. Sau khi sửa soạn đầy đủ mọi thứ, ông đến mời Phật đi tắm. Dĩ nhiên là các tăng cũng tắm, có lẽ vậy. Sau khi tắm xong, Phật về tư phòng. Ông đến bạch Phật rằng, kính lại Đức Thế Tôn, cơm chay đã sẵn sàng, cúi xin Ngài đến thọ chay. Đức Phật và tăng chúng tắm gội xong, mặc quần áo vào và chỉnh trang y phục này nọ, thì ra trai đường dùng bữa chay. Sau đó họ lại trở về. Sau đó tôi, nghĩa là A Nan, tôi nghĩa là A Nan, tới trước Đức Phật và lại hỏi nữa. Sao mấy tăng khác không bao giờ hỏi như vậy? Lúc nào cũng là A Nan hỏi. Chắc những người khác không dám, nên họ ghi xuống miếng giấy rằng, A Nan, đi hỏi giùm tôi. Hỏi giùm tôi. Ông là thị giả của Phật, đi hỏi giùm. Song cửa nhìn mây nước ngoài xa, nghe tiếng người trước ngoài.